cô ở đây. Ờ, tâm ý kêu tôi đem tài liệu tới cho anh, tôi để trên bàn rồi đó. Ờ, cảm ơn cô nha. Nhưng mà không phải tại tôi vì anh đâu nha. Tâm ý năn nỉ lắm, lắm luôn á, tôi mới đem tới đây á. Tôi biết rồi. Mà cũng coi như cảm ơn anh hôm bữa bao tôi cà phê. Vậy nha. À mà khoan đã. Hả? Cô có muốn đi ăn với tôi không? Ê, hả? Tôi phải làm gì vậy? Làm gì cũng được, thoải mái đi. À, cô đói bụng chưa? Ồ, buffet hả? Đúng rồi. Để ăn miễn phí không? Ăn bể bụng cũng được. Cảm ơn nha. Ủa? Chào hai anh, em đói quá, em đi trước nha. Sĩ, bồn chia tay với cô gái thanh khiết kia rồi hả? Nói gì vậy? Sao bữa nay dẫn cô mới tới vậy? Nói gì vậy? Nè nè, cái cô bệnh nhân đó giờ bồ ông luôn rồi hả? Nà không phải, đừng nói bậy. Lù cù dắt luôn chạy lòng đó nha. Trời, đồ mê gái bỏ bạn. Thôi, lấy đồ ăn giùm tôi đi, đừng nói nhiều quá. Có bên kia rồi. Ờ, vậy đi qua kia ăn. Chào em. Dạ, xin lỗi anh nha, tại em thích ăn chả giò lắm. Em đi chung với ai tới đây vậy? Dạ, bạn em dẫn em tới. Anh ơi, miễn phí á anh tranh thủ anh ăn đi nha. Ăn ít uổng lắm. Công nhận em dễ thương thiệt. Trời ơi, ông còn ngồi yên đây nữa hả? Bác sĩ Tính, trưởng khoa chấn thương chỉnh hình, đang tán tỉnh con Mỹ kìa, qua mà nói đi. Nè, sao không mau đi đi, ngồi đó ăn được nữa trời. Trời, ông không biết biệt danh quán hả? 10 phút đó, 10 phút thôi là cú đổ của Mỹ á, qua lẹ đi. Chị nhanh lên. Quan tâm chuyện đó làm gì? Lo mà quan tâm mấy người đi cần hai người đi kìa. Ngoại tôi ngồi đây rõ gì nữa. Chị của tôi á, có thể lo cho bà ngoại của ông đó. Gì vậy? Vâng, thưa quý vị, tôi xin thay mặt ban tổ chức gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến những vị bác sĩ cùng các nhà hảo tâm đã đến tham dự buổi tiệc từ thiện giúp đỡ bệnh nhi ung thư ngày hôm nay. Buổi tiệc hôm nay được tổ chức định kỳ hàng năm và năm này là năm thứ 8. Trước khi diễn ra buổi lễ, chúng ta sẽ chơi một trò chơi, đó là trò chơi cặp đôi bền chặt. Em biết không? Lúc đó nó một cái bùm. Thôi, thì ghê luôn á. Dạ hả? Ừ. Chắc anh hết hồn luôn á phải không? Đúng rồi. Phần thưởng là một chiếc điện thoại và một chiếc laptop đời mới nhất. Ai muốn chơi xin mời bước lên sân khấu nào. Thôi, phần thưởng là laptop thiệt luôn á hả? Em thích laptop hả? Nhanh lên nào, ai muốn chơi xin mời bước lên sân khấu nào, nhanh lên. Vậy à, em lên chơi chung với anh nha. Dạ. Đi 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 đi. Khoan đã. Xin lỗi bác sĩ Tính. Ừ. Đây là bạn của tôi. Xin lỗi. Nè. Gì? Cô quá đáng thiệt á. Muốn laptop sao nói với tôi. Tao có muốn. Mới tức thì là mới muốn thôi. Tại vì laptop ở nhà của tôi bị hư rồi. Mặc dù vậy đi nữa, cô quá đáng lắm. Nhờ tôi, cô có bữa ăn miễn phí như vậy. Bây giờ cô muốn tham gia với người khác là sao? Ủa nhưng mà không chơi với bác sĩ Tính, chơi với anh có chắc phần thắng không vậy? Không chắc, nhưng mà thử mới biết. Nhưng mà nếu như mà chơi với anh mà thắng á, là cái laptop đó là anh phải đưa cho tôi đó nha. Ừ. Vậy chơi anh ơi. Làm gì mà nặng quá vậy? Tôi gì mà nặng gì? Nhà heo à? Rất nặng luôn đó. Rốt cuộc con có gì mà nặng quá vậy? Vậy là chỉ còn hai cặp nữa thôi, cố gắng lên nào. Cố lên, sắp xong rồi. Cố lên. Nhưng tôi chăm chỉ hết nổi rồi.
laptop kìa, nghĩ về cái laptop, sắp được cái laptop rồi, cái điện thoại nữa kìa, cái laptop. Chưa tới. Cái laptop, đang là. Cảm ơn cô. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Liên tục bắn có cái điện thoại được trên Facebook. Cố lên. Cố lên, cố lên, cố bộ cô thích lắm hả? Tất nhiên rồi. Vậy là vui rồi. Nè, còn có điện thoại nữa nè. Điện thoại là của anh á. Tôi tính về tôi tặng cho mẹ tôi á. Chắc chắn mẹ tôi sẽ bất ngờ lắm nè. Thiệt tình. Nói giỡn á. Có mặt dày cách mấy á, cũng không thể nào cướp công của anh như vậy được. Công lao của anh nó rất rất là lớn luôn á. Cảm ơn nha. Nói vậy còn nghe được. Mà nè, cô tính không ăn hả? Ôm này hoài vậy? No rồi. Anh ơi đúng á, nước lẩu này số 1 luôn. Nhìn em ăn là biết rồi. Nhìn đói cả tuần để ăn đúng không? Dám không? Không dám đâu, không dám đâu cái gì. Ủa? Ủa? Sĩ? Trời, lâu quá không gặp. Đúng rồi, lâu quá mới gặp. Ông cũng ăn ở đây nữa hả? Đúng rồi. Xin giới thiệu với ông, đây là Hân, vợ sắp cưới của tôi. À, anh nói gì kỳ quá vậy? Không đúng hả? Dạ chào anh, em là Ngọc Hân. Ờ, còn anh là tiến sĩ. Ủa, cô gái kia là ai vậy? Ờ, đây là Diễm My, bạn gái của tôi á. Dạ, chào em. Chào anh. Chào chị. Hai người cũng đi ăn hả? Ờ, vui ngồi ăn chung với vui. Ok. My, em còn đi học hả? Em học trường nào vậy? Dạ, em học trường Đại học Nhân Văn. Trường Nhân Văn? Vậy là chung trường với Hân rồi. À, dạ. Những cô gái đẹp như em học trường Nhân Văn nha, chắc là nổi tiếng đó đúng không? Em học ngành gì vậy? Thật ra trường của em không, là... Anh nghĩ là cái sắc đẹp của em á là làm người nổi tiếng chứ không phải là đi học nữa, đúng không? Thật ra em học trường Đại học Dân Văn chứ không phải Nhân Văn. Gì? Trường Dân Văn hả? Trường đó chắc nằm ở trung tâm Sài Gòn hả em? Thật ra trường của em ở xa trung tâm lắm anh, ở ngoại ô lận. À. Sao vậy? Mọi người nói chuyện gì vậy? À, không có gì đâu. Ê sĩ, hình như tôi nghe ông nói là ông tính học thêm chuyên ngành mới à? Đúng rồi, tuần sau đăng ký nè. Cũng được. Ê ê, nghe cái bài nhạc nè, tự nhiên tôi nhớ ngày xưa ghê luôn á. Lúc tôi với ông mới vô trường á, tôi hay đọc cuốn sách Trường Na Uy của Murakami Haruki á. Cái đó chỉ của mình ông mê chứ ai mê. Thì hồi đó mới vô trường còn nhiều hoài bão. Hân, em có thích cuốn sách Trường Na Uy không? Em thấy cũng bình thường mà. Cũng bình thường hả? My, còn em thì sao? Em cũng thích chút chút. Thích chút chút thôi hả? À, hình như em cũng thích anh đi qua hồ phải không? Là ai vậy anh? Là người vẽ lên chiếc áo của em đó. Áo này á hả? Anh, cái này là Marilyn Monroe mà. Anh không biết Marilyn Monroe hả? Không phải, ý của anh muốn nói á là Andy Warhol là người vẽ lên bức tranh Marilyn Monroe in trên cái áo của em đó. Ê, dạ hả? Ông này tự nhiên quan tâm tới áo cổ gì vậy? Nè hả? Ngày mai á là giáo sư Phát có buổi tọa đàm tại Bình Dương, ông đi coi không? Thôi chứ không đi đâu. Em ăn đi. Ăn đi em. Tôi nhổ nước miếng mà đừng có ăn ké nha. Ai là thầy văn của bà? Ủa Mai, bà đọc cuốn Rừng Na Uy bao giờ chưa? Rừng Na Uy là sách hả? Nhưng tôi có thích đọc sách bao giờ đâu.
chị, bà có biết Andy Warhol là ai không? Andy Warhol hả? Hình như tôi có nghe á, nhưng mà không nhớ nữa. Trời ơi, xã hội này mà ai cũng giống như bà thì tốt biết mấy. Anh Quốc ơi, Quốc nói nghe nè, anh có biết Andy Warhol là ai không? À, ông ấy là họa sĩ đó. Đúng rồi, là một người họa sĩ rất là nổi tiếng á. Ê, nghe nè, cái này là Marilyn Monroe của Andy Warhol vẽ đó. Vậy hả? Ừ, nổi tiếng lắm á. Anh Julian biết thì không nói gì. Hay cả người như anh Quốc mà cũng biết nữa hả? Như tôi chết quá, nhục nhã quá đi rồi. Ủa sao tự nhiên anh biết cái con bé Mỹ nhục vậy? Mà biết hả? Chị cũng từng học trường văn văn nè. Dạ. Chị với em cùng trường đó. Ủa, vậy hả chị? Anh Duy cũng không biết chị học trường văn văn đâu. Vì mới năm nhất là chị đã đi du học rồi. À. Dạ. Em cũng đọc cuốn sách này nữa hả? Dạ, em mới đọc à. Em đọc để em hiểu biết thêm á chị. Mệt mỏi không? Sao mệt mỏi chị? Thì phải quen một bác sĩ đó. Thật ra cũng không có mệt mỏi lắm. Nhưng mà đôi lúc em thấy nhiều khi anh nói chuyện hơi cao siêu, hơi khó hiểu một chút đó chị. Mấy tai bác sĩ thường nói chuyện nghề nghiệp, mấy chuyện gì cao siêu không mà. Em đừng có để ý, đừng có quan tâm gì nhiều hết. Dạ, nhưng mà đôi lúc nói chuyện gì mà em không hiểu á, em thấy hơi khó chịu chút xíu. Bởi vậy em đừng nói gì hết là tốt nhất. Mỗi lần mà chị nghe mấy chuyện đó là chị ra bộ buồn ngủ mà. Chị ra bộ buồn ngủ hả? Ờ, nếu trong trường hợp mà họ vẫn cố tình nói cho em nghe thì cách tốt nhất em cứ ngủ luôn cho chị. Cách đó rất là hiệu quả. Em cứ tin chị đi. Dạ hả? Em cảm ơn chị. Ờ, quán cà na gần trường còn không em? Cà na? À, cái quán bar gần trường đó hả chị? Ờ, em có hay tới đó không? Em biết nhưng mà chưa bao giờ em vô đó hết đó. À, em nghĩ chắc không thay đổi gì nhiều đâu chị. Tự nhiên nhắc tới nó, chị muốn đi quá à. Ngày xưa mà chị còn đi học á, thời gian chị ngồi trong lớp học còn ít hơn ngồi trong bar đó đó. Ui, vậy là chị là học sinh cá biệt rồi. Em xin lỗi chị. Không có sao đâu, chị là như vậy mà. Rồi sao nữa chị, sao nữa? Thậm chí chị còn leo lên mấy một quán bar chị nhảy nữa đó em. Ông chủ quán bar còn tặng cho chị mấy cái phiếu uống rượu miễn phí nữa đó. Ôi, vậy hả chị? Trời ơi, chị đúng dân chơi luôn á. À, anh Duy phỏng vấn xong rồi, chị đi trước nha mi. À, dạ, chị đi trước đi. Bữa nay á, nói chuyện với chị vui ghê á. Chầu này để em đãi nha. Cảm ơn em nha. Dạ, bye bye chị. Mấy mốt kêu sớm đi, kêu gấp gấp, em không có chuẩn bị kịp gì hết à. Anh biết rồi, anh xin lỗi được chưa? Ừ. Mà bộ ngày hôm nay á, em gặp nhiều người lắm hả? Ừ. Anh làm gì nhìn em dữ vậy? Bộ mặt em có dính gì hả? Em rửa mặt chưa? Rửa mặt rồi, mấy cái chuyện này em kỹ lắm á. Gấp cỡ nào em cũng làm xong xuôi hết em mới dám đi ra đường. Nhưng mà em rửa mặt thiệt chưa? Em rửa rồi. Cục gàng chà bá trên mặt kìa. Đó. Đây, đi đây nè. Đây. Nhìn cho kỹ nha. Ấy. Rồi, đi lẹ. Sợ vậy, sợ. Nè, giờ này béo phì lắm rồi đó. Ăn tinh bột nhiều lắm rồi nha. Ăn tôm đi. Ê, đấy. Ủa, tới sớm vậy? À. Chào anh. Nè, em ăn gì? Để anh lấy cho. Ăn hết. Dạo này hay đi chung với em lắm hả mi? Dạ. Sĩ. Bộ công khai rồi hả? Ê, tôi ghen tị quá. Dạ. Nghĩ ăn. Đàn ông không có được ghen ăn tức ở kiểu đó, hiểu không? Không có tôi rồi, đừng có buồn. Có tôi chăm sóc mà nghe. Dạ, con nghe nè ngoại. Ờ, con ra ngoài với bạn gái con chút xíu rồi. Dạ, dạ không có nhậu đâu. Ngoại yên tâm, dạ dạ, dạ đi chơi thôi. Duy. Ủa? Ê, lâu rồi anh em mình mới tụ họp đông đủ vậy á. Tí đi cà phê ha. Tạp chí Hoa tuần này có một bài viết rất là hay, mọi người đọc chưa? Có phải bài viết về
ung thư thực quản đúng không? Bài viết đó hay lắm hả? Phân tích về nguyên nhân gây ra ung thư thực quản đáng đọc lắm đó. Tôi có đọc một bài viết của giáo sư Mark. Bài viết ấy viết về cách trị bệnh truyền thống rất là hay á, mọi người nên đọc. Kính thưa quý vị, cho MC hỏi một câu là quý vị đã ăn uống no say rồi có đúng không ạ? Như vậy xin mời tất cả chúng ta cùng bước vào phần tiếp theo của buổi tiệc ngày hôm nay với chương trình so tài biểu diễn. Chỉ một ít phút nữa thôi, chúng ta sẽ cùng đến với chương trình so tài biểu diễn cùng với những phần quà vô cùng hấp dẫn và rất giá trị. Nhà anh, hay là mình tham gia đi. Anh ơi, có phần thưởng hấp dẫn nữa kìa. Thôi mà, giờ mình ra ngoài chuẩn bị. Nhiệt tình ủng hộ cho ban tổ chức chúng tôi có được không ạ? Anh, mình đi luôn nha. Anh làm không được đâu. Phần thưởng hấp dẫn không sao em chị cho. Đi 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 đi. Nó. Còn mình thì sao? Không lẽ ngồi đây? Chỉ cần làm đơn giản vậy thôi à, dễ lắm nha, đi thay đồ á. Lan khoan khoan. Mình tham gia thiệt hả em? Tham gia thiệt mà, anh biết tính em rồi đó, mấy cái vụ này là em máu lửa dữ lắm. Nhưng mà anh làm không được đâu. Anh làm được, không sao hết, dễ lắm nha, đi thay đồ, làm được, làm được, làm được. Thôi được rồi, anh sẽ cố gắng làm những gì sư phụ nói. Yeah. À, nhưng mà nè. Gì nữa? Anh làm có được không? Được, anh làm được, tự tin lên nha. Được nhưng mà anh như vậy nè, nó diễn như vậy này chưa? Nè nha, phải cố gắng lên nha. Cái cặp đó là không có đơn giản rồi đó. Ngày xưa chị Hân Ngọc xin cá biệt đó nha. Hả? Không có gì, đi thay đồ. Nè. Ngày hôm nay phần công bố kết quả, không biết là trong chúng ta quý vị đã đoán được là cặp đôi nào sẽ được giải thưởng cao nhất của ngày hôm nay chưa ạ? Vâng, đây là một vấn đề vô cùng hóc búa và sau khi cầm cân nảy mực thì ban tổ chức chúng tôi đã quyết định trao phần thưởng cao nhất về cho cặp đôi. Dạ. À, cặp đôi. Cũng từ từ. Anh Tiến Sĩ và chị Diễm My. Cuốn sách ông nói hay á, nói về đề tài gì vậy? À, nói về đề tài các kích thích tố đó. Ồ, tôi cũng thích đề tài lắm á. Thấy đề tài đó cũng hay, ông đọc thử đi. Em đi đọc thôi. Trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vơi.